Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Photoshop cơ bản do Bon Academy tổ chức và mình là Nguyễn Kim Cường, à, nickname là Cường K ha. Hiện mình đang là photographer chuyên nghiệp tại Bonstudio.vn và mình cũng đang giảng dạy nhiếp ảnh tại Bon Academy hay các bạn và hiện nay thì mình cũng đang dạy nhiếp ảnh tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì à, bài hôm nay chúng ta học là bài số 3 thì bây giờ mọi người nhớ vào cái trang web bone.vn nha. Đây cái địa chỉ ở đây này, bone.vn nha. Rồi chúng ta vào các khóa học, chọn khóa học Photoshop cơ bản. Thì hôm nay chúng ta học bài số 3. Bài số 3 có chủ đề là xóa vật thể trong ảnh, tức là chúng ta xóa rác này hay là xóa những cái gì mà chúng ta không mong muốn rồi chúng ta xóa mụn cho người mẫu này ha. Thì đây là bài số 3 này chúng ta hôm nay sẽ học ba công cụ rất là hay. Công cụ thứ nhất là Clone Stem Tool công cụ thứ hai là pastel và công cụ thứ ba là spot healing brush tool hay các bạn thì bạn nào mà chưa download cái file về thực hành á thì nhớ hãy vào cái này cái trang web này ha vào cái bài viết này và ở đây có cái link này link download file các bạn nhấn vào đây để download cái file này về máy tính của các bạn để chúng ta thực hành ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nha đầu tiên các bạn mở photoshop lên cho mình rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái file ha một cái file để chúng ta thực hành nha rồi bây giờ mình sẽ chọn cái file này đi, Bone Academy 07. Chúng ta mở nó ra. Thì nguyên tắc khi mở nó ra thì nó sẽ mở ra cái camera raw đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta nhấn open để chúng ta vào Photoshop. Để chúng ta sẽ thực hành xóa các cái vật thể không mong muốn ở trong cái bức ảnh này nha. Thì ở cái bức ảnh này đầu tiên trước khi xóa, chúng ta cần phải xác định được đâu là những cái mà chúng ta muốn xóa ha. Thì bây giờ mình sẽ phóng to cái bức ảnh này ra cho các bạn thấy là những cái phần mà chúng ta muốn xóa rồi nhấn phím mọi người cũng biết phóng to ra thì nhấn phím nào không nhấn cần trôn máy mắc comment nha với số 1 là chúng ta sẽ phóng to 100 phần trăm bức ảnh này ra rồi sau đó chúng ta chọn cái công cụ này nè công cụ bàn tay này nhấn vào bàn tay để con chuột nó biến hình bàn tay và bắt đầu chúng ta kéo kéo bức ảnh đi chúng ta kiểm tra xem những cái chỗ mà chúng ta muốn xóa ha ví dụ đây có cái bịch ni lông này ha là muốn xóa này hoặc là có một số gốc cây này mà nó đen quá chúng ta không muốn cũng có thể xóa ha đó hoặc đây này có cái cột điện này các bạn đó là chúng ta cũng sẽ xóa chờ mình xíu đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra qua phía bên này coi Ở bên này cũng có một số cái bịch rác ha chúng ta sẽ xóa rồi bây giờ chúng ta thu cái hình này nhỏ lại thì nhấn phím cần chôn và không nha thì thu nhỏ lại như thế này bây giờ để mà xóa thì như cái bài một mình đã hướng dẫn các bạn rồi các bạn coi ở đây cái bảng layer này ha thì cái bảng layer này đây là cái cái layer background tức là cái tấm hình gốc mình sẽ không đụng gì đến tấm hình gốc này cả mà mình sẽ nhân cái cái layer này lên một layer nữa và mình chỉ xóa trên cái layer thứ hai đó thôi để cái layer ảnh gốc này vẫn giữ nguyên ha để sau này nếu mà chúng ta muốn muốn quay lại layer gốc thì chúng ta còn có cái hình gốc nha tại vì nhiều khi trong quá trình làm chúng ta có thể làm sai và chúng ta muốn lấy lại cái hình gốc thì sao đúng không thì để mà Tạo một cái layer mới thì các bạn chỉ cần chuột vào cái chữ, chữ layer này, background này ha. Nhấn chuột phải và chọn duplicate layer. Nhấn cái này thì nó nó sẽ hỏi mình là mình muốn đặt tên cái layer mới tên là gì thì mình đặt tên nó ví dụ layer 1 đi. Layer 1 và ok. Thì đây nó sẽ tạo ra một cái layer mới thì bây giờ chúng ta chỉ xóa trên cái này thôi ha. Rồi, nếu như các bạn là muốn xóa cái layer này đi á giả sử như cái layer mới này chúng ta tạo rồi chúng ta không thích dùng chúng ta muốn xóa đi thì cũng rất đơn giản các bạn chỉ cần để con chuột vào đây này ha là chúng ta nhấn chuột trái nhấn không được buông ra nè mình nhấn chuột trái và mình vẫn không buông xong mình kéo nó xuống vào cái thùng rác này nè cái góc này có thùng rác này thấy chưa mình bỏ vào cái thùng rác này và mình buông chuột ra thì là chúng ta đã xóa nè thì đó là cách thứ nhất để mà tạo được một layer mới cách thứ hai mà chúng ta muốn làm nhanh hơn á thì chúng ta chỉ việc thao tác đầu tiên là chúng ta chọn cái layer này ha và thứ hai chúng ta nhấn phím cần chôn di di là cái phím mà nằm giữa phím h và phím k nha các bạn nè. thì chúng ta nhấn cần chôn hoặc là máy móc thì là cầm gì ha đấy để chúng ta nhân cái layer này lên đó thì nhân layer thì nó cũng là là cách nhân layer bằng phím tắt nó sẽ nhanh hơn đúng không rồi đầu tiên là chúng ta đã làm được cái bước đó rồi bây giờ mình sẽ phóng to cái hình này ra thì chúng ta sẽ nhấn cầm ăn cộng để phóng nó to lên to dần dần lên đó ha rồi bây giờ mình sẽ kéo cái hình về đây đây bây giờ nhé thì bây giờ đầu tiên xác định là chúng ta muốn xóa cái bịch ni lông này đúng không? thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái công cụ rất là hay đó là công cụ uh, clone đây các bạn chỉ ở bên trái thanh công cụ này này nó có cái hình nút này này đây là cái công cụ mà clone stem tool ha chúng ta chọn cái công cụ này nha đó chọn công cụ đó giả sử như ở đây các bạn có thể nhấn chuột phải vào cái công cụ này này thì nó hiện ra chúng ta có hai công cụ thứ nhất là pattern stem tool hai là clone stem tool thì chúng ta sẽ chọn cái clone stem tool này ha rồi thứ nhất là chọn được công cụ đó và thứ hai mọi người nhìn thấy con chuột bây giờ đang là một cái chấm rất là nhỏ bây giờ mình phải phóng cái con chuột to lên để nó tương ứng với cái cái bịch rác này để chúng ta xóa ha thì nhấn phím phím ngoặc vuông ha ngoặc vuông bên phải là phóng to ra đó to như vậy rồi đó là cái đầu tiên vậy thì cái cơ chế hoạt động của cái công cụ mà clone stem tool này nó như thế nào đó là nó sẽ cho mình copy một cái vùng ví dụ cái vùng con chuột đang ở đây mình đang để con chuột đây mọi người nhìn con chuột nhé nó sẽ cho mình copy cái vùng này và dán lên cái vùng này đó thì đó là cái cái công cụ của nó tuy nhiên nó lại cho mình copy theo mức độ phần trăm ví dụ nhé ví dụ bây giờ à, mình à, đây là mọi người để ý đây có cái chữ opacity là 20 phần này mọi người nhấn vào đây để một chọn 100 phần trăm cho mình nha chọn 100 phần trăm điều đấy có nghĩa là mình muốn copy cái cái điểm cái điểm con chuột mình đang để này giống 100 phần trăm copy 100 phần trăm sang đè lên cái bị rác này đó thì đó là cái cơ chế của nó bây giờ mình làm thử nha thì đầu tiên á mình để cho Photoshop nó biết được là mình muốn copy cái điểm nào để dán lên cái bịch rác này á. thì đầu tiên chúng ta phải một tay trái chúng ta nhấn phím Alt Internet ha tay trái nhấn phím Internet bạn nào dùng máy Mac thì đó là phím Option nha tay trái nhìn này mọi người nhìn bắt đầu mình nhấn này. đó khi mình nhấn á thì con chuột nó hiện thành cái nút này đó và cái nút này mình có thể di chuyển khắp nơi để làm gì để mình chọn chọn cái vùng mà mình muốn copy đó giả sử như mình muốn copy cái vùng này thì bắt đầu nên nhớ là tay trái vẫn đang nhấn phím internet nhá giờ mình buông internet ra thì nó lại như vậy này bây giờ chúng ta nhấn lại này tay trái nhấn internet không được buông ra và tay phải chúng ta chọn cái điểm mà chúng ta muốn copy chúng ta nhấn chuột trái một cái rồi xong chúng ta buông mặc dù không có hiện ra gì hết á nhưng mà máy nó đã biết được là à chúng ta muốn copy cái điểm này và bây giờ chúng ta muốn dán đè lên cái điểm nào thì chúng ta chỉ cần chuột đến cái điểm đó ví dụ chúng ta dán đè lên cái bịch rác này thấy chưa và bắt đầu chúng ta bôi chúng ta nhấn chuột trái chúng ta bôi bôi đó rồi, bôi xong chúng ta buông ra như vậy là chúng ta đã copy cái điểm từ đây qua đây 100% giống y chang mọi người thấy không? Và như vậy là chúng ta đã xóa được cái bịch rác rồi đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo nè. Đây là mình để muốn dán ra... ở đây mọi người thấy đây có một cái chấm trắng nhỏ đúng không? Mình cũng muốn muốn xóa cái trắng nhỏ này đi. Thì bây giờ con chuột của chúng ta hơi to quá, chúng ta có thể thu nhỏ con chuột lại bằng cách là nhấn phím hoặc vô bên trái. Đó. Đó, như vậy đi. Bây giờ mình sẽ xác định cái điểm mình muốn copy, giả sử mình muốn copy cái điểm này đi thì một tay tay trái nhấn phím internet và tay phải nhấn chuột trái một cái xong chúng ta buông cả hai tay ra có nghĩa là chúng ta copy cái điểm này chúng ta di chuyển lên trên cái dấu chấm này và bắt đầu chúng ta nhấn chuột trái chúng ta bôi rồi xong như vậy là chúng ta đã xóa được một cái bịch rác đúng không rồi tiếp theo bây giờ mình tương tự mình sẽ xóa cái này nha thì mình sẽ copy cái điểm từ đây qua đây này đó xong rồi tiếp theo đến cái trắng này này mình sẽ nhấn cái điểm bên cạnh mình copy qua đó mình sẽ kiểm tra coi còn có bịch rác nào nữa không đó, cái này thì không phải rác đâu, cái này là đá. Đó, mình sẽ kiểm tra. Rồi, đây có cái bịch này ha. Mình phóng con chuột to lên bằng cái phím hoặc vuông bên phải. Mình copy cái điểm này, ấy đè lên đây, xong. Rồi, đây có cái bịch này nữa ha. Chúng ta lại thu nhỏ chuột lại. Chuột cái con chuột phóng to hay thu nhỏ là do tùy theo cái bịch rác hay là cái cái vật mà mình muốn xóa nó to hay nhỏ nhé. Mình chọn bên đây, mình xóa bên đây. Được chưa nào? Rồi, bây giờ mình sẽ đó là thứ nhất là của clone xem tôn bây giờ mình sẽ giải thích cái thứ hai bây giờ giả sử mình muốn uh, à mọi người để ý này trước khi hướng dẫn tiếp thì mọi người để ý con chuột của chúng ta đang là hình đang là công cụ clone xem tôn vậy bây giờ chúng ta muốn di chuyển cái hình này thì chúng ta phải nhấn vào cái hình bàn tay để chúng ta di chuyển đúng không sau khi chúng ta di chuyển xong rồi chúng ta lại coi lại nhấn chuột vào cái công cụ clone xem tôn để chúng ta làm tiếp đúng không như vậy thì nó hơi mất công cho nên để mà làm tắt đó, thì các bạn có thể tay trái nha các bạn nhấn vào phím space bar là phím khoảng trắng đó nha khi chúng ta tay phải chúng ta không nhấn gì cả chỉ cần tay trái chúng ta nhấn vào cái phím space bar thôi là phím khoảng trắng đó nha là tự động con chuột nó sẽ chỉ về hình bàn tay và khi đó tay phải chúng ta cầm chuột chúng ta có thể di chuyển hình dễ dàng và di chuyển xong chúng ta lại buông cái phím space ra space bar ra thì nó trở lại căn chọn như cũ như vậy nó sẽ nhanh hơn là bằng việc mà chúng ta nhấn vào đây chúng ta chọn ha rồi trên trong quá trình các bạn thấy là mình cứ đổi chuột liên tục như vậy là do mình nhấn cái phím space bar đó nha rồi bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là bây giờ giả sử mình muốn xóa cái gốc cây này thì mình sẽ chọn cái điểm ở đây để mình copy qua đây đúng không mình sẽ phóng chuột to lên này nhưng bây giờ mình sẽ muốn cho các bạn thấy là gì hồi nãy là mình đang để opacity là 100 phần trăm bây giờ mình để opacity là 50 phần trăm thôi thì nó sẽ ra cái hiệu ứng như thế nào ha chúng ta chọn 50 chúng ta nhấn enter thì có nghĩa là chúng ta chỉ copy 50 phần đè lên đây thôi đó bây giờ giả sử mình phóng chuột to lên này và bắt đầu mình chọn cái điểm này nha là mình nhấn một tay trái nhấn phím internet nhớ chưa nào và mình chọn cái điểm này xong bây giờ mình sẽ đưa con chuột qua hình gốc cây để mình dán đây đúng không đấy mình đưa qua đây mình dán này đó mình quét mình dán này rồi quét xong rồi buông tay ra thì các bạn thấy rõ ràng là cái hình gốc cây nó chỉ mờ đi một chút xíu thôi chứ nó không có như hồi nãy mình xóa rác là bởi vì sao bởi vì nó chỉ copy 50 phần trăm từ cái chỗ từ cái vị trí mà bên phải này mình copy qua thôi đúng không cho nên để mà muốn xóa hết thì mình có thể để 100 phần trăm đó Tức là cái phần trăm là chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được nha Rồi bây giờ mình copy thêm lần nữa này Bây giờ mình nhấn chuột trái để mình chọn cái điểm này đúng không Rồi mình đưa qua phải Mình quét một cái Là xong đúng không Rồi bây giờ đến tương tự đến cái gốc cây bên này này ha Thì mình sẽ Khi mà con chuột chúng ta dơ lên á Các bạn thấy nó nó hiện cái này không Là bởi vì nó nó báo chúng ta biết nếu chúng ta nhấn là nó như vậy đấy Nhưng mà mình mình chưa có làm gì cả Mình mặc kệ nó ha Bây giờ bắt đầu mình mình bắt đầu Bây giờ mình mới coi lại là mình muốn xác định mình xóa gốc cây này thì mình lại chọn cái điểm khác mình nhấn cho trái này mình xác định mình chọn điểm này này đó và mình sẽ đè lên đây đó, các bạn thấy chưa rồi như vậy là gốc cây xong ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa nốt cái cái cột điện này nữa nha thì bây giờ chúng ta lại tay trái nhấn internet tay phải chúng ta chọn một cái điểm bên này à đầu tiên là mình sẽ thu nhỏ con chuột lại đã để cho nó bằng với cái 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 cái, cái, cái cột điện này ha thì bây giờ chúng ta để qua bên trái này Đấy, trái chúng ta nhấn internet chúng ta chọn điểm này chúng ta buông ra qua phải bắt đầu chúng ta xóa đè lên đây chúng ta thể kéo thành hình hình dài như vậy này thấy không đó, rồi như vậy là xong rồi đó bây giờ chúng ta thu nhỏ hình lại nhấn phím Ctrl o là như vậy là ra một cái tấm hình mà chúng ta đã xóa rác xong các bạn thấy chưa rồi bây giờ nè bây giờ mình cho các bạn thấy đây là mình đang xóa trên cái layer một nếu như mình tắt cái layer một này đi á, thì cái layer background bên dưới ấy, nó vẫn là còn nguyên hình còn rác bây giờ muốn tắt đi thì mình nhấn vào hình con mắt này nhấn một cái con mắt nó biến đi thì nó lại hiện ra những cái hình mà rác đúng không mình khi mình nhấn chuột phải thì mình lại đang xem layer một ha nhấn cho trái nó mất đi này nhấn chuột phải này bây giờ mình sẽ xóa thêm nốt cái phần cột điện ở phía trên này nữa nha đó mình xóa trên này này thì mình nhấn chọn cái điểm là bên đây và bắt đầu mình dán đè lên đây đơn giản vậy thôi các bạn đó để chúng ta thu nhỏ lại như vậy là xong rồi bây giờ chúng ta sẽ lưu cái hình này lại để đây là cái thành quả của chúng ta làm chúng ta lưu file Photoshop nha ở cái bài thứ năm và bài cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang file JPEG để chúng ta gửi đi in hay là đăng lên Facebook đăng lên mạng hay gửi cho bạn bè ha rồi vậy là chúng ta đã xóa xong à, chúng ta đã học xong với công cụ clone stem tool rồi ha rồi bây giờ chúng ta thoát cái file đóng file lại rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ thứ hai là paste tool nha rồi các bạn vào file chúng ta mở cái hình khác lên open Bây giờ các bạn sẽ mở cái tấm hình này. đây. À, Bone Academy 17 nhé. Chọn file này đi. Thì khi mà mở ra thì nguyên tắc nó sẽ mở camera ro ra đúng không? Bây giờ chúng ta open đi mình. Cái phần này mình hôm bài số 2 mình đã hướng dẫn các bạn chỉnh rồi ha. Cho nên là mình bỏ qua. Mình vào file luôn. Để rồi, Bây giờ chúng ta sẽ phóng lớn cái hình này ra, nhấn Ctrl 1. Đấy, chúng ta phóng lớn hình ra, chúng ta xác định là ở khuôn mặt của người mẫu này có một số cái mồ hôi này. Một số cái mồ hôi này, rồi một số cái mụn mà chúng ta muốn xóa ha. Rồi, đó. Hay là mấy cái sợi tóc linh tinh này này nha. Rồi bây giờ để mà dùng cái công cụ Clone Stamp Tool á, các bạn chỉ vào đây này. Chỉ vào đây này, cái th nút thanh này, này, ha, các nhấn chuột phải vào đây. À, đúng rồi, nhấn chuột phải vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ xóa bằng cái công cụ Path tone ha. Path chọn Path nha Thì cái Path này này nó khác với Clone Stamp Tool như hồi nãy Ở cái chỗ là nó không có copy y hệt đâu Mà nó sẽ dùng thuật toán thông minh của, của Photoshop Để nó tái tạo lại cái 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 vùng da mà làm sao cho nó đẹp nhất Chứ nó không hề copy giống như hồi nãy Ví dụ như vậy, công cụ này đơn giản là gì? À, mình xác định được cái điểm nào mình muốn xóa thì mình khoanh tròn cái điểm đó lại đó ví dụ bây giờ nhé khi mình chọn phát tôm là con chuột nó biến hình như này nhé Rồi các bạn này giả sử như bây giờ mình muốn xóa cái mụn ruồi này đúng không mình phóng to các bạn coi này ha mình muốn xóa cái mụn ruồi này thì đơn giản là mình chỉ việc lấy con chuột này chúng ta nhấn chuột trái nha mình chưa nhấn gì cả bây giờ bắt đầu mình nhấn này mình nhấn chuột trái để mình khoanh vùng cái hình cái mụn ruồi này khoanh đây là xong đấy như vậy chúng ta đã khoanh xong một công việc đầu tiên là khoanh xong ha và công việc thứ hai là chúng ta sẽ phải kéo cái hình mụn ruồi này này qua ở qua cái vùng da mà đẹp đó để cho chúng ta báo cho Photoshop biết là gì mình muốn copy cái vùng da đẹp để thay thế cái mụn ruồi này đó để như vậy thì Photoshop nó thì như vậy thì Photoshop nó sẽ không copy y chang mà nó sẽ dùng thuật toán để nó vừa copy mà nó vừa dùng thuật toán nữa để làm sao tái tạo một cái da đẹp nhất mà không có y chang như cái colon xem tu như hồi nãy còn cái hồi nãy colon colon xem tu nó copy y chang nó không thuật toán nó không có suy nghĩ gì cả nhưng cái này nó sẽ dùng thuật toán để nó làm tại sao lại như vậy tại vì đối với những vùng da mặt của người ấy, thì là nó cần thuật toán để tái tạo được cái da nó tự nhiên hơn chứ nào không thể copy y chang được nha rồi như vậy là hồi nãy á, mình mới chỉ khoanh tròn thôi bây giờ mình sẽ chỉ con chuột vào trong cái vòng tròn thì nó sẽ hiện cái mũi tên thêm ở bên dưới đúng không để ý là nó báo chúng ta biết là chúng ta cần phải kéo cái vòng tròn này đi đến cái vùng da đẹp để cho photoshop nó tái tạo lại da ha thì bây giờ công việc của chúng ta là nhấn cho trái nhấn không được buông nha nhấn cho trái và kéo cái vòng tròn này qua cái vùng bên cạnh đấy và sau khi kéo xong rồi ấy, mình vẫn chưa buông chuột bây giờ mình buông này buông đó thì là nó đã xóa cái mụn ruồi rồi và bây giờ công việc của chúng ta là để biến mất cái cái vòng tròn này đi chúng ta nhấn phím cần trôn và phím d ha d đó cần trôn d còn máy móc thì cầm man d nha cầm man d là nó biến mất cái vòng tròn như vậy là chúng ta đã xóa xong một cái mụn ruồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ xóa cái mụn thứ hai ha thì đơn giản chúng ta cũng khoanh tròn thế này đó khoanh tròn và bây giờ chúng ta để hình con chuột vào đây chúng ta kéo qua bên đây buông ra là xóa xong cái mụn thứ hai, xong nhấn cần trôn D để nó mất cái vòng tròn này đi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xóa thêm cái mụn này, chúng ta sẽ khoanh tròn và chúng ta kéo qua đây là xong rồi cầm bàn D. Bây giờ chúng ta xóa cái này, cái vết này ha, chúng ta khoanh tròn và chúng ta kéo qua đây là xong, xong nhấn cầm bàn D. Các bạn đơn giản không? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa cái cộng tóc rồi nha, thì chúng ta sẽ khoanh thay vì khoanh tròn chúng ta khoanh dài đó sau chúng ta kéo qua bên đây đã xong rồi các bạn có thể nhấn cầm ăn cũng được hoặc là các bạn chỉ con chuột vào điểm bất kỳ chúng ta nhấn chuột một lần nữa là nó cũng bắt nhé đó như vậy thì đơn giản là chúng ta chỉ cần làm vài lần thôi là là đã xóa hết được cái mụn của cô này rồi đúng không đây chúng ta khoanh tròn cái này chúng ta kéo qua đây xong rồi chúng ta nhấn ra bên ngoài cái thì nó mất cái vòng tròn đó thấy chưa mình làm các bạn coi nha đó đây là mình hướng dẫn các bạn xóa nhé chứ còn nhiều khi thực tế cái mụn ruồi đôi khi không cần xóa tại cái mụn ruồi là nhiều khi mụn ruồi duyên người ta không muốn xóa đâu nha em nhiều khi mình xóa mấy cái mụn hay sẹo thôi nha các bạn đó đó thấy không khoanh tròn kéo qua là xong rồi thì bài thực hành thì mình làm sơ sơ như vậy thôi còn các bạn mà làm khi mà thực hành làm hình thật các bạn phải coi kiểm tra hết coi có những cái đâu đâu có mụn là phải xóa hết bằng đó nha. Rồi. Và sau khi xóa xong chúng ta lưu lại đấy hồi nãy là mình mãi làm có mình quên này, mình quên nhân layer lên thì mình đã lỡ làm lên cái layer gốc background rồi. Cho nên bây giờ nó không còn hình gốc nữa mà là hình này hình xử lý rồi. Thôi kệ không sao ha. Chúng ta file chúng, chúng ta save lại. Cũng save file Photoshop luôn để sau này chúng ta sử dụng ha. Như vậy là các bạn đã học xong cái công cụ Path Tool. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái file hình thứ ba Để hướng dẫn các bạn công cụ cuối cùng là uh, healing brush tool ha. Chúng ta vào file vào open mở bài số 3 chúng ta sẽ mở hình khác đi. Đây là sửa tấm này đi ha, tấm Bon Academy 19 nha. Rồi, thì nguyên tắc khi mở nó sẽ ra camera raw đúng không? Chúng ta bỏ qua chúng ta vào Photoshop luôn để chỉnh luôn. thì mình muốn nói thêm một chút xíu là ngoài những cái hình mà các bạn đao về để thực hành á đây này đây là những cái hình mà mình đã gửi cho các bạn ở trong link ấy, các bạn có thể đao về để thực hành thì các bạn có thể đao thêm nhiều hình khác nữa đặc biệt là những hình người mẫu chân dung như vậy nhiều lắm để các bạn thực hành nha thì các bạn nhớ vào cái trang web đây nhớ vào trang web bone vn nha vào trong này này xong bạn các bạn tìm bên trên này bạn vào cái chữ menu stock này cho mình nè nhớ vào stock ha thì trong stop này á, nó cung cấp cho các bạn ở đây mình share rất là nhiều bộ ảnh để các bạn lưu về để thực hành ha ví dụ như là các bạn muốn thực hành bộ ảnh này đi các bạn nhấn vào đây khi các bạn nhấn vào đây thì đây nó có cái đường link để các bạn download về tất cả rất là nhiều ảnh gốc đều là file raw hết để các bạn thực hành cái bộ ảnh này các bạn chỉnh tập cho nó quen nhé rồi hay là các bộ ảnh khác thì nó cũng có ngoài ra đó bạn nào mà chưa tham gia vào cái group này nè cái group mà học nhấp ảnh và photoshop bonacademy trên facebook này nè các bạn hãy nhớ lên facebook và search cái group này và sau đó tham gia vào đây bởi vì á ngoài cái lớp photoshop cơ bản này ra thì bonacademy còn tổ chức những cái lớp khác cũng là miễn phí đó là lớp nhấp ảnh cơ bản ở lớp mà lightroom là lớp mà khởi nghiệp ngành ảnh ha để các bạn học tiếp trong thời gian tới thì các bạn phải tham gia vào đây thì khi mà có những cái lớp tới á, là mình đều thông báo ở trong group này hết để các bạn đăng ký vào những cái lớp sau này để học ha. Thông thường là bên mình khai giảng thường xuyên nha các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại với Photoshop để hướng dẫn các bạn cái công cụ cuối cùng là Spot Healing Brush Tool ha. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải nhân layer lên để tránh như bị quên như hồi nãy. Nhấn phím tắt là Control Z ha. Rồi chúng ta nhân lên rồi. Và bây giờ chúng ta phóng to cái hình này ra là bằng phím nhấn Control một. Máy mắt là Command nha. Đó. Bây giờ mình cũng sẽ xóa hướng cho các bạn xóa một vài cái mụn này với cái công cụ mới ha. Thì cái công cụ mới đây là mình phóng to các bạn coi những cái mụn này ha. Rồi, cái công cụ mới các bạn cũng nhấn chuột phải vào cái chỗ này này ha. Đấy, các bạn chọn cho mình cái đầu tiên là Spot Healing Brush Tool. Đó, thì nó cũng biến thành hình con chuột như thế này. Thì bây giờ mình có thể phóng to thu nhỏ con chuột bằng cái phím hoặc vuông ha. Cặp phím hoặc vuông, bên trái là nhỏ, bên phải là to. Thì bây giờ mình sẽ phóng to thu nhỏ đơn giản bây giờ giả sử như mình muốn xóa cái mụn mụn này đi. Các bạn có thấy đây có cái mụn ở uh, ở cái phần trên môi này không? thì bây giờ chúng ta để cái con con chuột con chọn cỡ như vậy ha, chúng ta để vào đó chúng ta chấm một cái, chậm tức là chúng ta để chúng ta nhấn chuột trái nhé. nhấn cái buông ra rồi nó mất luôn. Thế tại sao nó lại hay như vậy? bởi vì đây là cái công cụ mà mà Photoshop nó có thuật toán cực kỳ thông minh là gì? chúng ta chỉ cần à, chấm vào những cái điểm nào mà chúng ta không thích và nhiệm vụ còn lại của Photoshop là nó sẽ dùng thuật toán để nó lấy những cái vùng da bên cạnh để nó thay thế cái điểm đó cho nó đẹp nhất còn lại chúng ta không phải làm gì hết bây giờ chúng ta muốn xóa cái này đúng không chúng ta nhấn vào đây cái mất luôn thấy không chúng ta nhấn vào đây cái mất này mất này các bạn thấy cái này nó có nhanh hơn công cụ hồi nãy không đó đối với những mụn nhỏ chúng ta làm các chuột nhỏ thôi đối với mụn to thì chúng ta làm chuột to cái này là rất là đơn giản luôn đó còn đối với cái cộng tóc này chúng ta có thể kéo kéo dài cũng được chúng ta đó nó cho phép chúng ta kéo luôn kể cả bên ngoài cũng được luôn ha kéo đó thấy chứ nào đó rồi đấy đó rồi thì như vậy là các bạn chỉ việc có bao nhiêu cái mụn chúng ta chấm hết cái đó là nó xóa cái mụn này thôi cái mụn ruồi này dễ thương họ xóa nhé đấy các bạn thấy dễ không? đó như vậy là mình vừa mới hướng dẫn các bạn hai công cụ để xóa mụn đó một là Path Tool hai là à, spot healing brush tool rồi Nên thu nhỏ lại đó, như vậy là chúng ta đã xóa mụn cho cô gái này. Đối với những người mà có nhiều mụn thì các bạn đơn giản các bạn chỉ cần làm nhiều lần thôi ha. Còn bạn này ít mụn thì chúng ta làm vài lần là xong rồi. Sau đó chúng ta vào file chúng ta lại lưu lại. Lưu lại file Photoshop. Đó, là chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái tấm nữa nha. Rồi, chúng ta file Close lại. Bây giờ mình sẽ mở thêm một cái tấm nữa. Rồi, vào open đi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái file này đi. File Bon Academy 04 nha. Mở nó ra. Rồi thì nguyên tắc là mở cái này ra thì nó vào camera do thì ở đây cái phần trời này nó hơi sáng đúng không? Thì các bạn nhớ các bài trước không? Phần hơi sáng thì có nghĩa là cái vùng trời này nó là vùng highlight và vùng white đúng không? Vì vậy đơn giản chúng ta vào cái vùng white chúng ta kéo qua trái. Kéo qua trái và chúng ta vào vùng highlight chúng ta kéo qua trái. Thì cái đó cái vùng trời nó tối hơn này đó và sau đó chúng ta tăng con chat lên một tí để lấy lại cái độ tương phản các bạn nhớ không nào rồi sau chúng ta open image chúng ta mở nó ra vào photoshop không biết các bạn đã thực hành bài số 1 và bài số 2 chưa ai chưa thực hành là phải nhớ thực hành nhé tại vì cái bài sau á là nó lại là cái phần mà sử dụng cái bài trước cho nên các bạn là hãy thực hành luôn nha đừng có có để chờ để dồn để gộp sau này ngại làm lắm nha các bạn rồi Bây giờ đầu tiên là chúng ta nguyên tắc cứ mở file ra muốn trước khi sửa muốn sửa gì sửa chúng ta cứ cần chôn gì để nhân đôi cái layer này lên ha. Sau đó bây giờ giờ chúng ta phóng ảnh này lên phóng là gì cần chôn một và chúng ta chúng ta nhấn cái phím một tay trái nhấn phím V3 để chúng ta biến con trỏ này hình bàn tay chúng ta kéo đây này nó có cái chai nước này có cái chai nước này đó đây nó có cái bịch rác này có hai cái này mình xóa vậy thì bây giờ À, hồi nãy mình có hướng dẫn các bạn khi xóa rác là xóa bằng cái công cụ clone stem Tool đúng không vậy thì bây giờ với cái chai nước này chúng ta xóa bằng luôn cái cái, cái healing cái này này cái spot healing brush này có được không muốn được hay không các bạn thử nhá chúng ta phóng con chuột to lên này thường nó sẽ không hiệu quả bằng cái kia lâu lâu nó cũng hiệu quả ha bây giờ chúng ta chỉ được chấm vào đây bôi đây và buông ra và photoshop nó tự dùng thuật toán để nó xóa đấy các bạn thấy cũng được đúng không đó còn nếu mà trường hợp mà thấy thấy không ưng thì có thể dùng công cụ khác là chúng ta có ba công cụ để chúng ta thay thế xoay chuyển Đấy, đúng không linh hoạt chúng ta xoay chuyển muốn dùng nào dùng ha giờ mình xóa cái chấm này chấm là cái còn lại là photoshop nó tự lo đó nó sẽ tự lo cho mình nó sẽ dùng thuật toán nó xóa cho mình ha nhiều khi chấm một cái người ra chấm hai cái rồi chúng ta thu nhỏ lại chút xíu rồi ở đây là cái đàn bò đàn bò chúng ta không xóa ha rồi, các bạn có, có có đoán được là cái cạnh này ở đâu không phía này, này phía xa này này Còn có người này có người là hai bạn này đang chụp hình cho nhau muốn xóa cũng được luôn nhé Để chúng ta chấm cái xóa cũng được luôn thấy không nó thành hai người luôn này thuật toán của photoshop á nó lấy hình về cái, cái bên cạnh đó, nó áp vào đó. thuật toán nhiều khi nó nó vậy đó đó xong rồi rồi các bạn có biết ở đây không? bạn nào coi phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa cái chỗ này là cái chỗ bãi xếp đó cảnh bãi xếp mà quay cảnh mà mấy bạn trẻ nhỏ nhỏ đang thả diều trên này này đầu phim đó ha ở phú yên đó các bạn rồi sau khi xong như vậy thì chúng ta vào file chúng ta save lại để chúng ta lưu lại cái file này rồi sau đó chúng ta thoát file close thì như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn uh, hướng dẫn cho các bạn là uh, À, ba công cụ dùng để xóa dùng để xóa những các cái vật thể không mong muốn trong ảnh đó có thể là rác này đó có thể là gốc cây này thậm chí đó có thể là người nữa rồi thì là làm nói chung là bất kể cái gì là cây cối cột điện cũng xóa được rồi xóa mụn xóa tóc đúng không xóa nốt ruồi các bạn muốn xóa gì thì xóa thì như vậy là cái bài số 3 bài số 3 là cái bài mà cực kỳ là, là hấp dẫn đó cho nên là nhưng mà để mà làm thành thạo là các bạn phải thực hành nhiều nhé bởi vì các bạn học là một chuyện thôi nhưng mà để mà làm chủ được nó là phải thực hành nhiều mới được chứ cái công cụ này nó rất là dễ cơ chế cực kỳ đơn giản nhưng mà cái khó này ở chỗ bạn nào mà chịu thực hành thì bạn đó sẽ thành công nha được rồi thì trước khi chia tay thì nhắc các bạn nào chưa tham gia vào cái group này thì nhớ tham gia liền nha để chúng ta còn gặp nhau trong những thời gian tới nữa ha rồi xin chúc các bạn là thực hành photoshop vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 4 bye bye